Xin kính chào các anh chị. Thì trên tay mình đó là một cái sản phẩm tán ngang. Thì cái sản phẩm này gia công rất là độc đáo bởi yêu cầu của các anh chị. Thì trên tay mình cái sản phẩm này có kích thước là bề ngang là tương đương với là 30 mm, và cái đường kính ống này là 11 mm như thế này. Và cái hệ bô lông được sử dụng trong cái sản phẩm này là tương đương với bô lông M. Đây, hệ bô lông này có thể là bô lông M10, M8, đây là tương đương với hệ bô lông M8. Thì sản phẩm này vừa được có chức năng là siết trên đây, như chúng ta thấy là có khả năng siết trên đây, và đồng thời vị trí này có thể là chúng ta sẽ cấy vào đây một cái con. Thì mình cũng không có rành, thì mình chỉ biết đây là cái sản phẩm gia công theo cầu các anh chị, nó sẽ như thế này. Thì thông tin cụ thể các cái dòng sản phẩm gia công thế này, anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc là các đại lý để được nắm rõ hơn thông tin chi tiết.